Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Đang rất là hân hạnh có cơ hội ngày hôm nay đến với tất cả anh chị em và để chúng ta tĩnh tâm chung mùa vào ngày, mùa rất là đặc biệt cho giáo hội của chúng ta, cũng cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Vì giờ đây chúng ta bắt đầu trước hết bằng lời cầu nguyện. Nhân dân cha và con là Thánh Thần Hà Nội, lời Chúa là Chúa tình thương giờ đây. Xin Chúa mở rộng giúp tấm lòng của chúng con để chúng con đón nhận được với Chúa vào trong tấm lòng. Xin Chúa giúp chúng con sống gần hơn với Chúa, nhất là những trong mùa vọng này, trong thời gian chúng con chờ đợi Chúa đến để thi hoan. Xin Chúa ngày hôm nay mở rộng tấm lòng của chúng con cũng như trí óc để giúp chúng con hiểu biết thêm về Chúa và qua sự hiểu biết để yêu mến Chúa hơn mỗi ngày và yêu mến tất cả những người chung quanh chúng con. Trong những ngày sau đây, xin Chúa giúp chúng con dọn bên cạnh mình trong khách đặc biệt để chúng con bỏ đi những tất cả gì mà giữ chúng ta lại, giữ chúng con lại và tới được với Chúa. Chúng con cầu xin về Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Nhưng cha và con là thánh thần. Amen. Dạ, và như anh vừa nói là chúng ta sẽ chia bằng 2-3 phần khác nhau để cho nó có thể dễ hơn được. Và để trong cái phần đầu tiên này nên chuyển tiếp vào muốn nói chuyện mất hết bằng cái lịch phục vụ năm mới của chúng ta. Cái lịch phục vụ ở năm mới vậy, đố anh chị em biết chúng ta bắt đầu năm mới trong lịch phục vụ bằng ngày nào, tuần chủ nhật nào? Tuần chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Ok, còn chúng ta kết thúc một năm bằng ký công vụ. Ok, rồi tốt quá. Vậy bây giờ cái câu hỏi tiếp là như vậy: cái bài phúc âm của Kitô vua có ai cần nhớ không? Ok, thôi được rồi, để lại một chút. Còn cái bài phúc âm của tuần thứ nhất của mùa vọng có ai cần nhớ không? Chúng ta thấy hai điểm này nó rất là đặc biệt, bởi vì trên cuộc đời của chúng ta cũng như vậy, cũng có đầu và cũng có đuôi. Và nhiều lúc Chúa cũng nhắc chúng ta, chẳng hạn ở trong phúc âm mình nghe thấy Chúa nói ta là Alpha và là Omega, có nghĩa là ban đầu cũng như là ban cuối. Và chúng ta nhìn thấy nguyên một cái âm lịch phục vụ nó rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta bắt đầu bằng thời buổi đón chờ Chúa. Và cái đón chờ Chúa này cuối cùng Chúa quay trở lại lần thứ hai nữa. Đó là sao? Lần thứ hai này Chúa quay trở lại không phải như là ngày Noel chúng ta nhớ lại nữa, nhưng mà lần này Chúa quay trở lại là vua để làm sao? Phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vậy thì trong cái bài phúc âm Kitô vua đó, chúng ta nhớ lại Phi-la-tô hỏi Chúa rằng ông có phải là vua dân Do Thái không? Anh chị em nhớ đó. Rồi sau đó đi qua đi lại, rồi sau đó Phi-la-tô nói vậy ông là vua hả? Rồi sau đó Chúa đáp làm sao? Quan nói đừng, tôi là vua. Tiếp tục Chúa nói tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Rồi sau đó nếu chúng ta đi tiếp tục, Phi-la-tô hỏi câu hỏi là gì? Anh chị em nhớ không? Chân lý là gì? Rất là đúng. Và cái điểm đặc biệt ngay đây, khi mà chúng ta nhìn thấy chân lý là gì? Chân lý đang đứng ngay ở trước mặt ông Phi-la-tô, nhưng mà ông không nhìn thấy được. Và cái lý do tại sao Phi-la-tô không nhìn thấy chân lý đứng ngay trước mặt Chúa, đứng trước mặt ông? Tại vì chúng ta nhớ là ở trong phúc âm Chúa nói sao? Ta là sự sạc, tôi con đường, sự thật và là sự sống. Vậy Chúa Giê-xu đang đứng ngay ở đó và Phi-la-tô không có nhìn thấy được Chúa, bởi vì hai con mắt của ông không có đức tin, không có thể nào nhìn thấy được Chúa đang đứng ngay ở giờ đó. Và cuối cùng sau hết mọi sự xảy ra và cho tận thế, tất cả chúng ta sẽ nhìn thấy được Chúa Giê-xu rõ hơn. Và trên cuộc đời của chúng ta đi, nhiều lúc mình thấy Chúa ngay trước mặt nhưng quên bởi vì không nhìn thấy. Và cái bài đọc mùa vọng, vậy cái đó là cuối năm, giống như là cuối năm nào cũng nhắc nhở chúng ta là khi cuối năm cũng có nghĩa là cuối cuộc đời của chúng ta, cuối cuộc đời sẽ có chuyện gì xảy ra.
Có nghĩa là sau khi chúng ta chết, rồi sau đó làm sao? Thì cái khối nào nó cũng nhắc nhở chúng ta về những mấy cái chuyện đó. Và cũng nhắc nhở chúng ta là Chúa Giê-xu hoàn toàn là vua. Vua không phải là chỉ có thế giới này thôi, không phải là chỉ vũ trụ mà thôi, mà vua của tất cả. Đó là bản cuối. Vậy ban đầu khi chúng ta bắt đầu phúc âm tuần thứ nhất của mùa vòng, anh chị em có nhớ bắt đầu bằng những lời gì không? Nếu là phúc âm của Marco hay là Matthew hay là Luca, nó bắt đầu bằng những chữ nói chúng ta hãy chuẩn bị, bởi vì chúng ta không có thể nào biết được giờ mà Chúa có thể quay đến được. Thì trong năm nay phục vụ Year C xe đó, chúng ta thấy ở trong phúc âm nói các con hãy giữ mình kéo lòng các con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thịnh lình đến với các con như chiếc lưới trụm xuống mọi người sống trên mặt đất. Có nghĩa là từ ban đầu, khi chúng ta bắt đầu đầu năm, chúng ta thấy phúc âm nhắc nhở chúng ta hãy thức dậy, hãy chuẩn bị để ngày nào đó chúng ta không biết, nhưng Chúa sẽ đến lần thứ hai nữa. Vậy thì hiện trường này để giới thiệu cho chúng ta nói về cái mùa mà chúng ta đang ở đây bây giờ. Chúng ta đang ở đây là mùa vọng, và mùa vọng là luôn luôn bắt đầu năm phục vụ. Và cái mùa vọng này chúng ta thấy là chuẩn bị chúng ta để tới Giáng sinh. Và nhiều lúc khi anh đặt cái câu hỏi, ví dụ nói là mùa vọng, chúng ta đang chờ đợi điều gì vậy? Điều quan trọng đây là chúng ta đang chờ đợi điều gì trong mùa vọng? Và nhiều lúc khi mà anh hỏi câu hỏi này thì có nghĩa có người nói là chúng ta chờ Giáng sinh, chúng ta chờ có được nhiều quà hơn nữa, chúng ta chờ để cho làm sao bao nhiêu cái gì vui vẻ ở trong Noel đây. Thì đúng, Noel là một thời, mùa vọng là một thời để chúng ta chuẩn bị đón Chúa vô trong lòng, như Chúa đã xuống thế làm người rồi 2000 năm vừa xưa. Nhưng mà mùa vọng có một điểm đặc biệt hơn nữa, đó là mùa vọng chúng ta đang chờ đợi, và chúng ta đang chờ đợi đón Chúa đến lại lần thứ hai. Lúc đó để đón Chúa phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thì chúng ta nhìn thấy mùa vọng, tiếng Anh nó gọi là Advent, hay là tiếng Latin nó gọi là Adventus. Và khi mà chúng ta nhìn lại từ nguồn gốc của Hy Lạp, nó gọi là chữ Parousia. Parousia có nghĩa là Chúa sẽ đến lại lần thứ hai nữa. Thì hiện bây giờ chúng ta đang ở giữa lúc Chúa đã đến lần đầu rồi trong Noel, và Chúa sẽ đến lần thứ hai. Chúng ta đang ở giữa đây. Và cái mùa vọng đến mỗi năm chúng ta có để nhắc nhở chúng ta là trên cuộc đời hành trình của chúng ta, một ngày nào đó sẽ có điểm chẳng hết, sẽ có điểm cuối, và một ngày nào đó chúng ta hướng lại về Chúa, bởi vì đó là điểm cuối. Vậy thì mùa vọng nhắc nhở chúng ta nhìn đến lại Chúa mà đã đến lại lần thứ hai. Và chúng ta thấy rằng là mỗi lần đi thánh lễ, khi mà mình đọc kinh tiên kính, thì ở trong kinh tiên kính đó có những chữ mà chúng ta đọc nói là Chúa sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vậy giờ đây chúng ta đang trong giây phút chờ đợi. Thật sự mùa vọng giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa xuống trần gian là thứ nhất, nhưng mà cũng giúp chúng ta chuẩn bị để ngày nào đó chúng ta không biết được, mà bất thình lình chúng ta có thể chết hay là Chúa quay trở lại. Vậy thì mùa vọng đây chúng ta nhìn thấy thì, bởi vì cuộc đời của chúng ta cũng phải ngày nào, tháng nào, năm nào cũng khác nhau hết. Nhưng mà cái trách các chúng ta làm là phải chuẩn bị cho mùa vọng. Bởi vì nếu mà chúng ta không chuẩn bị thì thật sự năm nào cũng như năm nào thôi. Và hơn đó nữa, chúng ta phải hiểu rằng mùa vọng đây nó giúp chúng ta chuẩn bị cho Chúa đến lần thứ hai. Và nếu mà chúng ta đi vô đây
như là một mầu nhiệm đặc biệt, có nghĩa là Chúa từ trời xuống thế là người, thì sẽ giúp chúng ta đặc biệt hơn trong mùa vọng, trong mùa vọng năm nay, trong mùa vọng năm tới và trong mùa vọng ước luôn ở tương lai. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn thấy cuộc đời riêng của chúng ta, thật sự tất cả mỗi ngày cũng là một là mùa vọng, không phải là chỉ có mùa này thôi, nhưng mà tất cả cuộc đời để chúng ta đón Chúa đến lại lần thứ hai. Thì các thánh, nhất là Irenaeus rồi sau đó những các thánh khác nhắc chúng ta có Chúa tới cho chúng ta ba lần. Lần thứ nhất là Noel và lần thứ hai là Tân Thế. Chúng ta biết lần thứ ba là đâu không? Chủ lễ. Dạ. Hàng ngày Chúa đến với chúng ta hàng ngày, nhưng nhiều lúc như là Philando chúng ta không có nhìn thấy Chúa. Chúng ta chẳng hạn mình quen quá rồi, mỗi lần đi lễ không có nhìn thấy Chúa hiện diện hoàn toàn thật sự ở trong mình thân thể. Hay là chúng ta đi bộ ra ngoài không có nhìn thấy Chúa trong anh em của chúng ta. Nhiều lúc mắt của chúng ta mù, không phải là mù physically, có nghĩa là mù trong cơ thể, nhưng mà mù trong đức tin và chúng ta không nhìn thấy điều đó. Chúa hoàn toàn hiện diện với chúng ta mỗi ngày. Và chúng ta khi bước vô trong mùa vọng đây, ở trong lịch phục vụ và nhất là Kinh Thánh phục vụ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất bắt đầu từ tuần thứ nhất của mùa vọng đến tới vào khoảng ngày 16 và ngày 16 tháng 12 đó, và trong những ngày này giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa. Rồi từ ngày 17 trở đi nó đặc biệt hơn nữa, đó là những mấy cái kinh cầu nguyện nó thay đổi để chúng ta đón nhận hơn với Chúa trong cách đặc biệt hơn nữa. Từ ngày 17 đến ngày 24 tới ngày vọng của Giáng sinh, thì nhắc trong mùa vọng này chúng ta để ý những mấy cái câu kinh cầu nguyện, bởi vì những mấy kinh này nó giúp chúng ta sửa soạn tâm hồn để chuẩn bị đón Chúa. Vậy thì khi chúng ta nói về chuẩn bị, và sau ở phần thứ hai này ta sẽ đi sâu rất là nhiều hơn. Khi chúng ta nói về chuẩn bị, cái câu hỏi trước hết là chúng ta chuẩn bị làm sao? Chuẩn bị bằng một cách đặc biệt như sao? Thì trước hết khi chúng ta nói về chuẩn bị thì chúng ta phải đến lại với Chúa. Bởi vì mùa vọng trước hết là mùa mà mời gọi chúng ta quay trở lại đến với Chúa. Một tí chúng ta nhìn thấy rồi, nhắc nhở chúng ta về sự đổi, nhắc nhở chúng ta về repentance, có nghĩa là sám hối tội lỗi, và cũng nhắc nhở chúng ta một điều nữa tại mùi tiếng rất là đặc biệt, có nghĩa là màu của vua, của hoàng đế đó, có nghĩa là Chúa là hoàng đế rồi. Vậy trong cái mùa vòng này chúng ta quay trở lại với Chúa, đi sân tội để chúng ta sẽ tẩy xóa những cái tội lỗi gì, những cái gì trong năm nay mà đã giữ chúng ta không có đến gần với Chúa được. Con muốn chia sẻ một câu chuyện nữa rồi sau đó chúng ta nghỉ vài phút. Vài tháng vừa qua thì có được mời đến một giáo xứ để đi để giải tội. Và khi mà tới được cái giáo xứ này giải tội, nó phải đến sớm được một tí. Rồi sau đó tới cái tòa giải tội đó, nó đề đàng hoàng confession. Thế ok. Nhưng mà tòa giải tội này không có khóa đâu đấy, không có cái handle nữa, không có biết mở ra mở rô làm sao. Nhìn thấy tượng này, cái cửa này không biết có phải là cái cửa khôn không, giống như là cái phone của chúng ta đó, không biết nó cứ tự động mở hay là sao đó. Thì sau đó cứ chờ hoài, tại vì giải tội là 4 giờ. Rồi sau đó khi mà ngồi xuống cái quay trở lại, thấy cửa mở ngay lập tức, thấy ô sao cái này hay quá vậy, cửa không có then, không có gì hết. Rồi sau đó vô giải tội, and then cuối cùng đi ra có gặp một cha ở trong giáo xứ đó, nên hỏi sao cái cửa này đặc biệt, có phải sao không có thấy sen, không có thấy chó, không thấy gì hết. Thì ông nói là ôi, cửa đó phải mở từ đằng trong, có nghĩa là giáo xứ này khi mà xây từ xa xưa họ có lối khác để đi vào, để đi vô cái tòa nhà rồi cho ông cha, rồi sau đó nó mở cửa từ đằng ở trong ra. Và khi anh nhìn thấy cái image này, nhìn lại suy nghiệm, thấy cuộc đời của chúng ta cũng như là cái cửa đó, có nghĩa là nó đóng cửa. Và mỗi lần trong mùa vọng, Chúa Giê-xu gõ vô cái cửa này, từ ngoài không mở được, nhưng từ trong mở được, có nghĩa là
tâm hồn của chúng ta. Chúng ta trong một vòng có mở để cho Chúa vô thấm lòng được không? Hay là chúng ta khóa cái cửa đó lại để Chúa bỏ cửa ngoài, rồi sau đó không có thể nào vào được. Bởi vì cuộc đời riêng của chúng ta cũng như vậy thôi. Nếu mà chúng ta khóa cửa lại, không cho Chúa vô trong cuộc đời của chúng ta, vậy câu hỏi là sao mà Chúa vào được cuộc đời của chúng ta? Mình nhìn thấy đây, Chúa mời gọi chúng ta luôn luôn trong năm duy nhất trong mùa đông này để hãy mở cửa cho Chúa vào. Và sau đây chúng ta nhìn thấy cái phúc âm tuần vừa rồi đó, Thánh Gioan ra rao giảng rồi mời gọi tất cả mọi người để làm một điều, đó là anh năn rằng mọi người hãy quay trở lại và đến với Chúa. Và khi chúng ta quay trở lại và mở tấm lòng cho Chúa, thì lúc đó Chúa Giêsu mới vào lòng của chúng ta được, vào cuộc đời để sau đó biến đổi cuộc đời của chúng ta. Vậy giờ đây chúng ta ngừng vài phút, rồi sau đó mình chuyển vào phần thứ hai. Phần thứ hai đó tác sĩ rất là đặc biệt lắm. Thế này để chỉ có set up cho phần thứ hai. Dạ. Thì ở đây đó thì nó thấy là chúng ta quen biết cái điều này quá rồi. Nhưng mà chúng ta biết bắt đầu từ giáo hội từ thuở xưa, và khi mà mình đọc về triết học nữa cũng vậy, luôn luôn cứ nói về hai điểm này: bóng tối và sự sáng. Và bóng tối và sự sáng có thể tượng trưng cho bao nhiêu cái gì nữa khác nhau. Chẳng hạn như là bóng tối có nghĩa là gian ác, có nghĩa là phần ác, còn sự sáng là có sự sống, có tốt đẹp, có tốt lành. Và chúng ta nhìn thấy trong hình ảnh, trong chẳng hạn như ở những mấy cái phim mà chúng ta quay, mình để ý hai cái điểm này, ánh sáng và bóng tối, mình cũng đã hiểu rất là nhiều về cái điểm chính mà một cái cô phim hay là một cái gì đó nó muốn nói lên cho chúng ta. Vậy thì để mình đi sâu thêm vào cái điểm này, rồi sau đó mình trình bày những mấy cái điểm gì ở trong thế giới ngày nay. Thì muốn chia sẻ một cái câu chuyện. Vào khoảng 6 năm vừa rồi, có tới Ba Lan đi chơi với lại vài người bạn. Thì khi mà đến Ba Lan, và Krakow, thành phố Krakow, thì ở ngoài thành phố nó có một cái chỗ cho du lịch, nó gọi là cái shop wine đó. Thì ở trong cái shop wine này á, khi mà chúng ta đi á, thì phải có tour guide. Thì sau khi mua vé, sau khi chuẩn bị để đi xuống, thì cái ông tour guide đó, cái phần trước đi xuống cái shop wine có nghĩa là mỏ, mà chẳng hạn mỏ vàng, nhưng mà đây là mỏ muối. Và cái mỏ muối này nó rất là đặc biệt ở bên Ba Lan. Và khi mà xuống cái mỏ muối này, trước hết thì ông tour guide cũng hướng dẫn xuống. Thì khi mà chúng ta đi xuống nó nhiều cầu thang lắm, cứ đi xuống, rồi sau đó đi xuống tiếp, rồi sau đó đi xuống tiếp, xuống tiếp, cứ đi sâu xuống. Rồi nửa đường có chỗ để nghỉ nữa, nếu mà ai mệt quá đi cứ phải đi cầu thang xuống, rồi sau đó đi sâu tiếp xuống mãi xuống dưới mộ muối. Và khi xuống mộ muối đó, ông ấy dẫn vào trong cái một phòng. Rồi sau đó khi chúng ta đi, ai cứ vào hết được cái phòng đó rồi, phòng này nó có nước chảy trên quán, có một cái hồ gần đó cũng lớn lắm. Rồi sau đó sao ông ấy tắt cái đèn, rồi ông nói ok tour xong rồi, cứ nói kia đi nhau. Có nghĩa là ok giờ ai muốn đi ra đi. Và ở dưới đó, khi mà chúng ta cứ phải đi sâu xuống dưới nữa, nó rất là tối, không có nhìn thấy được một cái bóng gì hết. Nó không phải là buổi tối mà chúng ta có mặt trăng, mà mình cũng có thể nhìn thấy được một cái gì. Nó không phải là bóng tối khi mà chúng ta nhìn thấy ngón tay hay là nhìn thấy trăng mình có thể nhìn được. Nhưng mà hoàn toàn 100% tối thui, không có nhìn thấy ngay trước mắt luôn, không có đi đâu được, không có làm được điều gì hết nữa. Rồi sau đó ông ta cũng gần một phút đó, ai cũng nhìn nhau nói là sao cái này kỳ lạ vậy, thôi là sao ấy kỳ cục quá. Rồi sau đó ông nói bật cái đèn lên lại, rồi chúng ta nhìn thấy hết tất cả mọi sự. Và cái ý ông ấy muốn nói đó là để cho họ bắt nguyên một cái hệ thống đèn đem xuống dưới đó, nó rất là công phu, và nếu mà không có đèn á, chúng ta không có thể nhìn thấy được. Thì trong cái câu chuyện đó, chúng ta nhìn thấy đi,
bóng tối và sự sáng. Nếu không có ánh sáng, mình không có thể nào thấy được, mình không có thể nào đi được. Mà cái bóng tối này nó tối hoàn toàn. Muốn chia sẻ cái câu chuyện đó để nói lên một điều, đó là khi chúng ta nói về ánh sáng, nó rất là quan trọng cho chúng ta. Và nhiều lúc bởi vì lúc nào mình cũng nhìn thấy ánh sáng, buổi sáng mặt trời lên, đi bộ ra ngoài, rồi sau đó mặt trời nó xuống lại, chúng ta có hưởng được ánh sáng. Và nhiều lúc trong bóng tối, nhất là buổi tối khi mà mặt trời xuống rồi, nhiều chuyện có thể nào xảy ra được hết mà chúng ta lo sợ nữa. Vậy thì tiếp tục để đi vô trong cái ánh sáng và bóng tối này, em muốn mời gọi tất cả anh chị em chúng ta đi sâu vô kinh thánh một tí xíu nữa. Ở trong cái ngày mùa vọng cho lễ phục sinh, nếu mà ai có đi buổi tối đó, cái phục sinh đó ở trong cái Roman Missal nó để cái rác đàng hoàng á, chúng ta phải bắt đầu khi mà mọi sự đều tối hết. Có nghĩa là chúng ta không có thể nào bắt đầu mùa vọng của phục sinh 4 giờ chiều khi mà mặt trời nó còn ra ngoài với lễ gì đó, đó là khi mà tối xuống. Và khi tối xuống đó, nếu mà anh chị nào nhớ thì mình bắt đầu làm sao? Bằng đốt củi, có nghĩa là lửa tượng trưng cho ánh sáng. Rồi từ cái lửa ánh sáng đó, người lên mục bắt đầu đọc kinh cầu nguyện và làm phép cây nến phục sinh. Và qua khi sau khi làm phép cây nến đó phục sinh đó, đốt cây nến đó bằng cái củi đó, bằng cái lửa đã làm phép. Rồi từ đó chúng ta làm sao? Mỗi người lấy một cây nến, đốt cây nến đó, rồi chúng ta bước vào nhà thờ bằng chỉ có cây nến đó thôi. Và trong cái quái đất, trong cái phục vụ đã nói, trong đó tất cả những đèn ở trong nhà thờ nên phải tắt. Và nhiều lúc có những nhà thờ nó không có practical gì phải bật vài đèn này đèn kia, nhưng mà nếu mà làm đúng theo cái quy định của phục vụ đó thì chúng ta phải tắt hết đèn, rồi tất cả mọi người đi vào bằng con nến, có một cây nến thôi. Và khi mà chúng ta bắt đầu bài đọc thứ nhất, bài đọc thứ hai, chỉ có nhiều nén thôi. Và khi chúng ta bước vô tân ước, bắt đầu từ chiều bước vào tân ước, thì lúc đó vài bóng đèn bật lên. Rồi sau khi mà đọc những bài của tân ước xong, chúng ta có bài Alleluia, thì lúc đó bật lên hết một đèn và chúng ta thổi nén nó đi. Mình nhìn thấy cái điểm đây của đèn, nó nhắc nhở chúng ta ánh sáng đi vô trong thế giới của chúng ta và làm cho bóng tối đi bao phủ đi chỗ khác. Vậy thì đây, mùa vọng, chúng ta biết rằng mùa vọng cũng như là những cái mùa tối nhất ở trong thế giới của chúng ta. Có nghĩa là thì chúng ta sống ở đây ở Orange County thì khoảng 5 giờ tối nó mặt trời nó xuống, rồi sau đó 6 giờ sáng lên lại rồi. Nhưng mà những mấy chỗ khác ở trong thế giới, chẳng hạn như là mình có ở vài tuần ở tháng 12 ở bên Na Uy, hay là bên Finland, hay là Copenhagen đó, mùa đông của họ thật sự rất là tối. Nó tối bắt đầu khoảng 3 giờ chiều đó, và nó tối tới vào khoảng 9-10 giờ sáng. Lâu lâu hen thì có tí mặt trời, còn hầu hết đó là toàn là âm u thôi. Và tuyết rơi rất là lạnh lẽ. Chúng ta sống ở đây Orange County, mình rất là good, tại vì nhiều lúc không có cảm nghiệm được những cái điểm đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thì ngược lại, chẳng hạn như mùa hè đó, 12 giờ tối lúc đó mà trời bắt đầu xuống, đèn 3 giờ sáng nó lên lại thì nó làm ngược lại, right? Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trong mùa đông này lạnh lẽ, bóng tối nó có thể bao phủ những mấy cái chỗ đó hơn, những mấy cái nước đó, những mấy cái thành phố đó. Và chúng ta cứ nhìn thấy qua cái bóng tối đó, mình hướng về đâu? Hướng về ánh sáng. Mình hướng về ánh sáng. Và những mấy cái ngày mùa vọng đó là những mấy cái ngày tối nhất ở trong thế giới, trong điểm đó. Và chúng ta cũng thấy rằng mùa vọng nói chung cũng là những mấy cái điểm tối nhất ở trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta chuẩn bị từ tối tăm để hướng về ánh sáng.
Và trong cái tối tăm này và cái ánh sáng này, chúng ta nhìn thấy đi, ở trong câu chuyện của Giáng sinh, chúng ta thấy rằng trong cái ngày lạnh lẽo nhất ở trong mùa đông, trong những cái ngày tối nhất, ba vị vua nhìn thấy ngôi sao, nhìn thấy con sao. Tại sao cái con sao này nó chiếu ánh sáng để nó giúp ba người vua này, ba vua đó, lễ của ba trai đó, ba vua giúp ba vua này để đến kiếm, tìm kiếm được Chúa. Bởi vì sao ba vua này, ông ấy tìm kiếm ánh sáng. Và hoàn toàn khi mà những mấy người vua này tìm kiếm được ánh sáng, họ tới được Chúa Giê-xu. Có nghĩa đây là Chúa Giê-xu là ánh sáng. Chúa là ánh sáng. Và khi mà chúng ta mở ra Kinh Thánh nữa thì cũng nhìn thấy cái điểm đó, nó rất là đặc biệt. Vì vậy khi mà chúng ta nói về ánh sáng, chắc có lẽ bắt đầu từ bản đọc, từ cuốn sách thứ nhất của trong Cựu Ước, đó là cuốn sách gì? Hải Huyền. Đấy. Thì trong đây chúng ta nghe nha, chương thứ nhất từ câu 3 tới câu 5, Chúa nói: và Thiên Chúa đã phán, hãy có ánh sáng, và ánh sáng đã có. Và Thiên Chúa đã thấy rằng ánh sáng thật tốt lành. Và Thiên Chúa đã tách ánh sáng với tối tăm. Và Thiên Chúa đã gọi ánh sáng là ngày, và tối tăm thì người gọi là đêm. Và đã có một buổi chiều, và đã có một buổi sáng, ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất khi Chúa tạo dựng ra vũ trụ, có ánh sáng và có bóng tối. Và khi mà chúng ta đi tiếp tục nhìn thấy ánh sáng và bóng tối, mình nhìn thấy cuộc đời của chúng ta mỗi ngày, buổi sáng là sáng, buổi tối là tối, thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà ở đây nó còn đi sâu tiếp tục, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy ánh sáng nó tượng trưng cho sự tốt, sự sống, tất cả những gì mà tốt lành. Và sau đó sao, ánh bóng tối tượng trưng cho tất cả những gì mà đau khổ, tất cả những gì bóng tối, gian ác, ví dụ như vậy. Và chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh của Thánh Gioan cũng nhắc nhở chúng ta là điều này, nói chúng ta hướng về Đức Kitô, vì Đức Giêsu lại nói với họ rằng sự sáng thế gian chính là ta. Thì khi mà chúng ta đi nói về Chúa, mình kiếm ánh sáng, đây đúng là Chúa Giêsu, bởi vì sao Chúa nói là ta là ánh sáng của thế gian. Và khi chúng ta mở tiếp tục Phúc Âm, nhìn thấy chương thứ nhất của Thánh Gioan bí điều, khi mà đọc nó rất là đặc biệt, bởi vì nói từ của ban đầu, cũng như là sách Hoài Huyền thì sách Gioan cũng nói từ của ban đầu, lúc đó là có lời Chúa, và lời Chúa ở nơi Thiên Chúa, và lời Chúa là Thiên Chúa. Ngài đã có lúc khởi nguyên nơi Thiên Chúa. Thì hai điểm này nó nhắc nhở chúng ta bắt đầu là từ ban đầu, và khi được từ ban đầu là lúc đó Chúa là về ánh sáng và bóng tối. Vậy thì khi chúng ta đi tiếp tục nói thêm là ánh sáng và bóng tối, thì tất cả những câu chuyện ở trong Kinh Thánh Cựu Ước là Chúa gọi những tiên tri. Và những tiên tri làm việc gì? Đi ra giảng lời Chúa, đi ra nói lời Chúa, bởi vì Chúa muốn communicate, Chúa muốn nói chuyện với dân Israel, dân của Chúa. Và Chúa luôn mời gọi từ thế hệ này tới thế hệ kia, một ông tiên tri này, ông tiên tri nọ tới để rao giảng và nhắc nhở dân Chúa quay trở lại cuộc đời, có nghĩa là sám hối tội lỗi. Và Chúa bắt đầu cứ tiếp tục gửi ra. Vậy sau Thánh Gioan sửa soạn con đường, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu xuống thế làm người. Trong Giáng sinh chúng ta thấy một món quà rất là đặc biệt của Chúa trao lên cho tất cả loài người: ơn cứu độ. Và lịch sử của ơn cứu độ nói là vì Chúa mến yêu tất cả chúng ta, và vì Chúa mến yêu thế gian, tuy dù có nhiều bóng tối, Chúa xuống thế làm người để đem ánh sáng
vô trong thế giới của chúng ta, ánh sáng vô trong những giờ phút mà còn nhiều đau khổ, mà còn nhiều bao nhiêu vấn đề gì ngoài đó nữa. Vậy chúng ta nhìn thấy Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta đi theo hướng bước của Chúa, chúng ta bước bằng đức tin chứ không phải là đi bằng cách mà nhìn thấy được. Bởi vì nhiều lúc chúng ta tiếp tục cuộc đời hành trình đây của chúng ta, mình không có nhìn thấy được, bởi vì nó có nhiều bóng tối. Và bóng tối này chúng ta không có thể nào đi đâu được hết. Ví dụ như ở trong cái xóm này thì mình tắt hết đèn không thấy được đâu hết. Nhưng Chúa là ánh sáng soi sáng dìu dắt chúng ta tới được cái điểm cuối, đó là nước trời. Bây giờ đây là vấn đề đây một đề điểm này đây, sau đó chúng ta sẽ kết nối lại. Nhưng mà tôi muốn nói một tí xíu đây về bóng tối ở trong thế giới ngày hôm nay. Khi mà chúng ta nhìn thấy thế giới rất là thời buổi ngày hôm nay, nhiều lúc mình phải hỏi Chúa có bỏ rơi chúng ta không? Chúa có bỏ rơi những gì mà tất cả những gì mà Chúa đã làm không? Và nhiều lúc khi mà mình nhìn với con mắt của thế giới, thấy bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu đau khổ, nhiều lúc chúng ta cũng thất vọng và nói chắc có lẽ vậy. Nhưng chúng ta phải biết rằng ở đây nó có một điểm sâu hơn nữa, đó là tội lỗi và sự chết. Thì giờ đây nó kéo tất cả chúng ta lại bằng ban đầu sách khởi nguyên Genesis đó. Thì ở trong đó có một cái câu chuyện ông Adam và Eva. Và chúng ta cũng nhớ rằng vài ngày vừa qua đó, ở trong cái ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ, mình có nghe lại cái câu chuyện này Adam và Eva. Và chúng ta thấy rằng từ ban đầu Chúa làm con người trong hình ảnh và ánh sáng, image and likeness đó, Chúa làm đặc biệt. Và sau đó Chúa cho tự do và cho sự suy nghĩ. Và qua cái tự do đó, con người tuy dù ở gần với Chúa, quay ngược lại và đi không có với Chúa nữa. Và qua cái quay ngược lại đó, con người làm sao? Quay về bóng tối. Và khi quay về bóng tối, có nghĩa là quay về tội lỗi. Và tội lỗi chúng ta nhìn thấy rằng đem lại cho chúng ta sự chết. Sự chết đây là lựa chọn của con người. Nhưng qua lại cái câu chuyện của lịch sử của ơn cứu độ, Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Qua những lúc mà tối tăm nhất ở trong lịch sử của ơn cứu độ, hay là chúng ta cũng có thể nói riêng trong kinh nghiệm của riêng mình, là trong những lúc tối tăm nhất ở trong cuộc đời riêng của chúng ta, Chúa vẫn giúp và Chúa vẫn dẫn đưa chúng ta. Vậy thì ở đây mình muốn nói vài điểm ở trong thế giới này, rồi sau đó mình sẽ connect lại với lại cái bản đồ đây. Chúng ta có thì biết là nhiều người chắc cũng nghe rồi là cái khủng bố ở bên Paris. Đấy, chúng ta cũng có thể quen biết cái dù đó. Vậy cái câu hỏi muốn hỏi anh chị em đây là cái khủng bố đó trước khi mà nó xảy ra, chúng ta biết rằng họ ở trong cái concert hall nó gọi là Bataclan đó, thì ở trong đó cái nhóm nó gọi là Eagles of Death Metal đó, cái nhóm chơi nhạc đây chơi ở đó, cái nhóm đó là từ California đó, ở trong Palm Springs, Palm Desert. Vậy nhóm đó đang chơi ở trong cái concert hall đó ở bên Paris. Nên hỏi anh chị em vài phút trước khi mà những mấy người mà khủng bố đó họ tới, họ giết 90 người đó. Chúng ta anh chị có biết là họ hát bài gì không? Cái bài mà nó làm cho cái nhóm này rất là nổi tiếng. Có anh chị có ai biết cái bài đó không? Hay là có nghe về cái bài đó không? Tại vì cái bài nó rất là lạ. Nó rất là lạ. Và cái title của nó đó là Who Will Kiss the Devil? Không biết anh chị có nghe không? Đây là tiếng Anh. Nó gọi là Who Will Love the Devil? Who Will Song His Song? Who will love the devil and his song? Và sau đó nó tiếp tục nói là I will love the devil. I will sing his song. I will love the devil and his song. Rồi sau đó nó đi tiếp tục nữa. Nói là who will kiss the devil? Who will kiss the devil on his cheek? Rồi sau đó sao? I will kiss the devil. I will kiss the devil on his cheek. Có nghĩa là sao?
nếu mà dịch lại bằng tiếng Việt, chúng ta thì thấy rằng cái câu hỏi đặt lên để cái bài hát nó bắt lại là như vậy: ai sẽ yêu con quỷ và ai sẽ hát những cái bài hát của con quỷ? Tôi sẽ yêu con quỷ và tôi sẽ hát bài hát của con quỷ. Anh chị em có nghe bài này bao giờ chưa? Mình cũng chả bao giờ nghe hết. Nhưng mà khi mà đọc, nhìn qua đọc lại kể nhớ cái bài này đây, cái bài này làm cho cái nhóm này nổi tiếng. Và nhiều lúc chúng ta mình nghe hát những cái bài này, mình thấy chưa bao giờ nghe bài này. Nhưng mà chị em ơi, chắc có lẽ mấy người coi của chúng ta hay là người cháu của chúng ta có thể nghe được bài, có biết mấy bài này. Và nhất khi mà chúng ta nói về bóng tối và sự sáng của thế giới, nhiều lúc mấy cái giới trẻ bây giờ họ có bao nhiêu cái câu chuyện, họ bao nhiêu cái bài hát, bao nhiêu cái gì nó khác nhau. Và nhiều lúc chúng ta nói, ủa sao cái này sẽ kỳ cục quá, và ai mà hôn ngân quỷ với lại ai mà hát những cái bài của ngân quỷ. Chúng ta lên YouTube mình nghe được cái bài này nữa, cái nhóm này hát bài đó. Và nhiều lúc có vài người đặt ra câu hỏi, có phải là những mấy cái người này và những mấy cái người ở concert hall này, họ có phải là mời quỷ tới để cho giết hết những bao nhiêu người này không? Nhiều lúc chúng ta nói là nó coincidental, nó là chuyện đó gì xảy ra bình thường vậy thôi. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta vẫn phải suy nghĩ là những mấy cái bài hát này, và nhất là trong cái thế hệ trẻ này của chúng ta, mình cũng phải lo cho nhất là thế hệ trẻ này. Nhiều lúc họ nghĩ những cái bài hát nó chỉ có trời vui đủ thôi, chứ ai cuối cùng ai mà yêu gan quỷ. Và chúng ta cũng phải cẩn thận, nhất là cho mấy giới trẻ đây. Và thật sự cái việc mà những người khủng bố làm ngày đó nó rất là ác thật. Bao nhiêu người đều chết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng hát những cái bài này và những người tới đó, nó cũng phải hỏi tại sao làm những cái chuyện này. Ok, thôi chúng ta để này và sau đây. Nhưng mà điểm chính đây là vậy, chúng ta khi mà bước vào bóng tối thì bao nhiêu chuyện có thể xảy ra. Và nhiều lúc trong thế giới bây giờ, nhất là trong những cái thế hệ sau này, những mấy người con của chúng ta mà bước vào bóng tối, nhiều lúc chúng ta không có để ý và cứ vậy tiếp tục vào bóng tối, tiếp tục và sau đó mình cứ vậy đi theo lời hứa ngược lại với Chúa. Muốn chia sẻ câu chuyện tiếp là vài tháng vừa qua mình có đi giúp giải tội nữa, lần này chúng ta nói giải tội tiếp cho nhóm học sinh high school là trung học đó. Thì khi mà giúp đang nửa chừng tại vì có cái break đó, thì lúc đó anh có ngồi nói chuyện với lại một con đã hay là một người thôi, người nào đó để nói chiếc tiết kiệm thôi. Nhưng mà lý do anh nói như vậy là bởi vì khi mà nhìn thấy cái mặt người này, anh không có biết là cô hay là anh, không có anh hay là chị hay là ai hết. Tại vì mặt mũi đó hết. Rồi sau đó khi mà chúng ta nói tí xíu về Chúa, tí xíu về đạo này nọ, rồi sau đó tới một lúc người này chia sẻ, khi mà hỏi dạ thưa là chị hay là anh hay là ai vậy, biết người trả lời nó là gì không? Tôi là gì, tôi muốn tôi là, có nghĩa là ở đây tôi không phải là nam, tôi không phải là nữ nữa, nhưng mà tôi có thể là vừa nam vừa nữ, hay là tôi có thể tiếng Anh nó dùng nhiều từ khác nhau, bisexual, transgender, nhiều loại khác lắm. Và khi mà nhìn thấy cái người này, không có thể nào trước hết đoán được. Và khi mà nói tiếp tục về cái lối hướng của cái người này, thì cái điểm chính đây là người này muốn nói là trong thế giới, nhất là thời buổi này, những người high school, cái ảnh hưởng nói là muốn làm gì cũng làm được hết. Và hơn nó nữa, bản tính con người luôn của chúng ta, mình không thích làm đàn ông thì mình sẽ biến đổi làm sao thành đàn bà, và mình không thích làm biến đổi đàn ông, còn mình không thích cả hai ấy, thì mình có thể làm cái gì khác gì nữa. Rồi lúc đó thì còn như là những người alien hay là sao đó. Nhưng mà cái này là sự thật ở trong thế giới của chúng ta bây giờ chị em ơi. Nhiều lúc đó mình nhìn thấy mình nói rồi, mấy cái cô này hay mấy anh này điên thôi, nhưng mà nhiều lúc nó ảnh hưởng không phải là chỉ có một người một nhóm thôi, nhưng mà tất cả những người khác. Giáo hội của chúng ta biết rằng không có phải là
nói không có phải là condemn, có nghĩa là nói là phải là na là nếu, nhưng giáo hội nói là phải yêu hết tất cả mọi người. Nhưng mà từ thuở ban đầu Chúa làm chúng ta là sao? Nam và nữ. Đây ngay thẳng ở trong Genesis chúng ta mở ra nhìn thấy là Chúa là nam và nữ. Vậy cuối cùng thì câu hỏi đó là nam hay là nữ? Và bây giờ nhất là trong những mấy cái application đó nữa, tại vì nó muốn cái từ tiếng Anh nó dùng là inclusivity, có nghĩa là không có phải là bây giờ chỉ có để nam hay nữ thôi, phải để nam nữ, transgender, homosexual, đấy là cứ phải đi 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 rồi. Rồi những mấy cái quán ăn ví dụ chẳng hạn đó, bây giờ không có được chỉ có nam với nữ thôi, bây giờ phải nam nữ rất là nhiều những mấy cái nhóm khác nữa, và hơn đó nữa nếu mà không phải phải kéo hết ra để một bát luôn vậy thôi, để ai muốn vào cũng được hết. Và có người bạn kể ở trong những mấy cái nhà thờ tin lành họ cũng đã làm rồi, cho nam cho nữ rồi cho những người khác luôn. Xin ra vậy chúng ta thấy ở trong giáo hội nữa, nhất là thời buổi bây giờ trong thế giới của chúng ta, những mấy cái người chẳng hạn như BD homosexual đó, nhiều lúc đó họ nói là ô giáo hội cứ chửi những đó, người này cũng là yêu mến Chúa, người này cũng là con của Chúa. Thật sự là vậy, giáo hội rất là mến yêu tất cả mọi người, tất cả mọi người. Bản tính con người nhiều lúc đó chúng ta đánh giá người ta, mình nói là người này thế này, người kia thế này, nhưng mà cuối cùng á, giáo hội cũng vậy, ngoài ra nói là yêu mến tất cả mọi người, bởi vì ai cũng là hình ảnh và hình ảnh dạng của Thiên Chúa, đúng, rất là đúng, cảm ơn chị. Nhưng hơn đó nữa, cái lựa chọn nói là tôi là chẳng hạn như là tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn thành người trong nước miếng này của chúng ta đi, vài tháng vừa rồi thì justice system là không phải quốc hội, cái nếu như bây giờ cho hai người, chúng ta có thể dùng chữ cưới được rồi, hai người nam hai người nữ, hai người không phải nam nữ, muốn tôi làm cái gì cũng được hết, nó gọi là union, dùng cái chữ là union. Và nhiều lúc challenge giáo hội luôn chúng ta bây giờ là nói một hôn nhân không phải là chỉ có nam và nữ nữa, nhưng mà một hôn nhân là hai người yêu nhau. Vậy cái câu hỏi đặc biệt tiếp là tại sao phải hai người, tại sao không ba người hay bốn người, rồi sau đó cuối cùng khi mà đi tiếp tục nói tại sao phải hai người, ai muốn làm sao cũng được, yêu nhau là cưới nhau chẳng hết được thôi. Và có nhiều người khi mà chuyện này xảy ra đặt câu hỏi nói coi sao giáo hội có thay đổi chưa, nghĩa là họ cứ nói là thôi giáo hội của giáo hội cũ quá rồi, phải đi theo thế giới thời buổi vậy. Nhưng mà hoàn toàn chúng ta biết rằng không bao giờ thay đổi được điểm này, bởi vì đó là luật của Thiên Chúa. Vậy để chúng ta hiểu điều này, mình nhìn thấy từ ban đầu đi lại cái cuốn sách Khải Huyền, ban đầu thế giới, Chúa tạo dựng ra thế giới trước khi Chúa tạo dựng ra con người. Và họ có cái image đây nó rất là hay, có nghĩa là khi mà Chúa tạo dựng ra thế giới, các núi, các sông biển, các cây cối, các tất cả đó Chúa đã để cho con người. Rồi sau đó bao nhiêu chục năm, ngàn năm, chục ngàn năm, con người bắt đầu đi vào, rồi bắt đầu chia rẽ. Chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy bản đồ bây giờ, nước Việt Nam nó ở đây, rồi sau đó nước Trung Quốc nó ở đây, rồi sau đó nước địa đạo Ấn Độ nó ở đây, rồi sau đó đi tiếp tục nữa, ở trong nước Việt Nam chẳng hạn có miền Tây, miền Nam, miền Bắc, rồi sau đó có tỉnh này, tỉnh kia, tỉnh nọ. Mình bắt đầu mình vẽ hết những mấy cái này ở trong cái bản đồ đó. Nhưng trước khi con người vẽ hết bản đồ, Chúa đã tạo dựng thế giới trong tất cả cái hình ảnh đẹp của thế giới đó. Và chúng ta dừng cái điểm này để áp dụng lại về nói về luật hôn nhân. Từ ban đầu, một lần nữa Chúa đã làm ra nam và nữ, và Chúa đã kết hợp từ ban đầu cả hai thành một qua cái tình yêu đặc biệt đó. Chúa đã
làm như vậy từ ban đầu. Và chúng ta nhìn thấy cái cuốn sách Khải Huyền, rồi sau đó phúc âm nữa, Chúa Giêsu cũng ấn mặt lại điểm đó, là hôn nhân giữa nam và nữ, không phải là giữa người này thích người kia, same sex ok hay là những cái gì, không phải vậy. Bởi vì đây là không phải là luật của con người nữa, nhưng mà là luật của Thiên Chúa. Và chúng ta thấy rằng luật của Thiên Chúa từ ban đầu đã làm như vậy rồi. Rồi sau đó bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, con người bắt đầu vẽ lại luật của Thiên Chúa, thay đổi lại, nói là bây giờ hai người hữu nhân, họ dùng cái từ hữu nhân, có nghĩa là hai người kết hợp lại với nhau, có thể là hai người nam, có thể là hai người nữ, có thể hai người nam, có thể hai người transgender, bisexual, homosexual, tất cả mọi người, mọi người chuyện nữa. Và nhiều lúc chúng ta đặt câu hỏi tiếp tục, ô thì cái này là thời buổi mới bây giờ, và chúng ta cứ có thể tưởng tượng một tí xíu được không? Ok, nếu mà chúng ta nói là hai người nữ đi, hay là hai người nam cưới nhau, rồi sau đó ở đó có nghĩa là nuôi mấy người con, vậy mình giải thích cho mấy người con này nó từ đâu ra, mình giải thích làm sao? Chẳng lẽ nói là ở từ laboratory xong rồi làm bao nhiêu experiment thí nghiệm gì đó, rồi sau đó nói về sau hai người ra mới có con, hay là hai người đám mẹ mới có con. Vậy chúng ta giải thích cho mấy người con của chúng ta điều đó bây giờ làm sao được? Và hơn nữa, chúng ta biết nhất là cái thế hệ trẻ bây giờ, họ rất là không phải chỉ cần cởi mở thôi mà còn chấp nhận nữa những cái này, chẳng hạn như là same sex marriage, như là tôi muốn làm sao tôi làm, cứ để tôi bình an đi. Cuối cùng chúng ta thấy hết điểm này, hết điểm này, con người cuối cùng làm là gì? Con người muốn như là Chúa. Chúa đã tạo dựng thế giới, Chúa đã tạo dựng con người từ ban đầu, và Chúa đã để lệ luật để chúng ta làm. Nhưng mà tới một thời buổi nào đó, chúng ta nói thôi, bây giờ thưa Chúa là không thích mấy cái luật này nữa, bỏ hết đi, bắt đầu xã hội của chúng ta thay đổi lại những luật của chính Chúa. Vậy thì khi mà chúng ta làm điều này, thì cuối cùng chúng ta làm như là, và hơn nữa nữa, Adam và Eva đi ngược lại với Chúa, đi ngược lại Chúa. Chúa luôn luôn cho tự do chúng ta, tự do để lựa chọn. Và nhiều lúc nữa, nhất là thời buổi giờ, nghe thấy bao nhiêu thế hệ trẻ nói là thôi tôi vẫn chọn Chúa, nhưng mà mấy người kia họ muốn làm cái gì là cũng chưa đâu hết. Chúng ta phải nói tiếng lên, không phải là mình đây kết oán một cái người nào đó, nói là người này khác hay là gì, nhưng mà cái hành động của nó mình phải nói. Còn cái con người bản tính luôn luôn mình phải mến yêu, và nhất là cho những mấy cái trung học học sinh high school bây giờ và những người đầu tư ở trong đại học đó, học rất là accepting. Và nhiều lúc chúng ta thấy cái chữ tiếng Anh nó gọi là tolerance, có nghĩa là mình cởi mở, mình ai cũng chấp nhận được hết, đúng, chấp nhận trong bản tính của con người, nhưng mà chấp nhận của hành động chúng ta không có thể làm được. Thôi bây giờ để đây mà muốn chia sẻ thêm một điều nữa. Khi mà chúng ta nói qua những điều này, mình thành như Adam, mình thành như Eva, mình muốn làm cái gì làm thôi, kệ Chúa. Chúa chắc cũng xa xôi lắm, không có lo gì đến chúng ta đâu. Nhưng có điều nữa, khi mà chúng ta chơi thành giống như Chúa, mình muốn trình bày thêm một điều nữa. Chúng ta biết rằng ở trong tiểu bang California đây của chúng ta, mỗi vài năm vừa qua, vài tháng vừa qua, nó có một cái bill gì đó, trước hết nó gọi là SB 128 đó. Và cái bill này là sao? Ở bên Oregon đã có rồi, rồi sau đó California nó đi làm. Và cái bill này nó thua hai lần ở trong cái quốc hội, rồi sau đó cuối cùng nó bỏ lại vô trong một cái amendment gì đó khác, rồi sau đó nó vượt qua được. Cái bill này chị em biết nói là cái gì không? Trong thời buổi gần sắp chết, và mình có thể chấp nhận thuốc từ bác sĩ để giết mình chết, bây giờ tiếng Anh nó gọi là euthanasia, và tiếng Việt của chúng ta cái điểm đây là vậy,
Chờ từ, chờ từ. Dạ, cảm ơn anh chị em. Dạ, chờ từ. Cái điểm đại là như vậy. Cuộc đời và tất cả cuộc đời của mỗi người từ ban đầu, từ không phải là chỉ có ngày sinh ra thôi, nhưng mà chúng ta gọi là conception, từ ngày mà có trong lòng mẹ rồi tới ngày chết là quý báu, là cuộc đời của tất cả mọi người. Và chúng ta phải giữ đó, from conception to natural death, từ ngày mà có trong lòng mẹ tới ngày chết. Và nhất là trong xã hội thời buổi của chúng ta bây giờ, mình có bao nhiêu những cái bóng tối khác nhau, mình có những bao nhiêu cái lựa chọn này nữa. Thêm đây nữa, chúng ta thấy một điều nữa là như vậy. Nhiều người nói thôi bây giờ bị ung thư stage 4 gần sắp chết rồi, sướng lắm, còn thêm một năm nữa. Thôi bây giờ tôi không có thể mà đi bộ ra ngoài chơi bóng xong rồi đi dạo nữa, chán đời quá, ngồi trong bệnh viện này thôi, tôi muốn chết. Nhiều người đặt ra cái câu hỏi như vậy. Và chúng ta đọc ở trong những mấy cuốn sách chẳng hạn, nó giải thích những mấy cái example, những mấy cái ví dụ bên ngoài đó, nó rất là dramatic. Dramatic có nghĩa là ô, người này bị ốm 20 năm rồi, đau đớn, khổ sở rất là nhiều quá rồi, tại sao mình không cho người này chết để cho họ về Chúa, để cho họ yêu đến Chúa này nọ đi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái đó trước hết đó, nó rất là hiếm, rất là hiếm. Là cái thứ hai đó, nếu như vậy, trước hết các bác sĩ có thể điều khiển về, khi mà chúng ta nói về đau đớn, pain đó, khoa học bây giờ có thể điều khiển được rất là hay rồi. Và nhiều lúc mình nói chuyện với các bác sĩ và y tá nó cũng giải thích là nhiều lúc đó cái điều này nó cứ ấn mạnh về đau đớn này nọ, nếu mà sự thật đau đớn ít lắm. Và nếu đau đớn họ có thể adjust những mấy cái thuốc để cho hết đau đớn. Nhưng mà cái nhóm mà support này họ nói là ô, đau đớn quá rồi, chết rồi, bây giờ cuộc đời nó không còn ý nghĩa gì nữa thôi, tại sao sống nữa để làm gì. Trong con mắt của thế giới chúng ta nói như vậy, cuộc đời thôi, chúng ta bây giờ nằm ở trên đường cảnh sát chết rồi, không còn ý nghĩa gì nữa, xong không chết đạt đi cho xong. Nhưng mà cuộc đời nó còn hơn nữa, đặc biệt bởi vì sự sống hay sự chết không phải là do chúng ta. Chúa là tiếng Anh gọi là author, có nghĩa là người viết cuốn sách, giống như người viết sách đó, của cuộc sống. Vậy nếu mà chúng ta nói là thôi, tôi sẽ bước vào, tôi nếu mà không thích nữa tôi sẽ chết, nếu mà thích nữa thì vậy, thì lúc đó chúng ta làm gì? Làm như ta rằng vậy là, và chúng ta giờ sự chết, chúng ta lựa như là mình là Chúa. Vậy mình muốn chia sẻ một cái câu chuyện, nó có nhiều chuyện lắm. Có câu chuyện thì có một cái cô thì cũng bị cancer, cũng là sắp chết rồi, rất là trẻ. Rồi sau đó cứ trách Chúa này, Chúa kia, xong nói là thôi tôi muốn chết, tôi muốn chết. Rồi sau đó xin thuốc của bác sĩ. Và trong cái thời giờ xin thuốc đó phải ghi bao nhiêu đơn, bao nhiêu cái application khác nhau, xong phải ký bao nhiêu cái này, cố ký nhiều, ký gần hết rồi. Rồi sau đó, và cũng báo cáo cho bao nhiêu người nữa, thôi tôi sẽ tự giết, euthanasia đó. Tôi cứ phải chết kiểu vậy, bởi vì chết kiểu như vậy nó sẽ đến là phải cho tôi, đến cái gì đó cho tôi. Rồi sau đó, cái câu chuyện đây kể là cái con này có một cái conversion, có một cái biến đổi cuộc đời. Chúa gọi câu đó và Chúa nói thôi là cái sự đau khổ gánh nặng của chúng ta mình dâng lên hết cho Chúa. Rồi sau đó cái cô này cô hiểu điểm đó, rồi cô bắt đầu nói cho tất cả những người khác ở xung quanh đó, nói là thôi mình kiếm được thấy Chúa là thời gian không có, không thay đổi cuộc đời, không có muốn chết nữa. Rồi sau đó sao? Bao nhiêu người xung quanh cô đó mà support đó từ ban đầu á, nói ô, no, không có làm như vậy được nữa. Cô nói cô muốn chết, bây giờ cô phải chết theo cô phải chết. Bởi vì cô không có thể nào thay đổi cái decision đó nữa, thay đổi cái lựa chọn đó, bởi vì cô phải chết. Và nhiều lúc chúng ta thấy rằng trong cái câu chuyện nói về sống chết như vậy, khi mà mình phỏng vấn khi những người mà họ biết trước sau giờ họ chết rồi, trong vòng một tháng nữa cũng vậy, họ rất là buồn, họ buồn. Và khi mà chúng ta hiểu cái tâm lý đó, buồn thì trước sau mình chết rồi, sao mình chấp nhận mình đi? Đấy không phải là chấp nhận là xong, là cướp rồi sau đó cứ chết thuốc vô để chết.
Bởi nhưng mà bởi vì trong cái thời buổi đó họ có thể confused, không có hiểu như rõ nhiều, nói là thôi nếu mà mình sắp chết rồi thôi tại sao không làm xong cho nó xong đi. Hay là có những người mà họ thích một cái cuộc sống đặc biệt gì đó thôi, mình câu thôi bây giờ tốn tiền này tốn kia thì nó để làm gì. Nhiều lắm cái câu chuyện đó nó đặt ra. Và ở trong những bệnh viện bây giờ khi mà qua lần thì những các bác sĩ phải inform tất cả những patient đó, nó phải giải thích đây là một option trong nhiều. Và có vài bác sĩ cũng có thể nhấn mạnh điều đó. Và hơn đó nữa, trong cái thời buổi confusion đó, trong cái thời buổi lo sợ đó, mình chưa có thể biết có cái mind được, chưa có thể nào lựa chọn đây, lựa chọn đó được. Và mình thấy một cái lựa chọn này sao nó dễ quá vậy, thôi chắc gì đồ lấy đi. Và khi mà phỏng vấn sau những mấy cái người mà ban đầu nói là thôi tôi muốn giết thôi, rồi sau đó thay đổi lại, ô tôi không muốn ra nữa, nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều. Nhưng trong báo chí chúng ta chắc có lẽ không có nghe nhiều về cái điều đó. Nhưng mà cái thay đổi nó rất là nhiều. Bởi vì khi mà những người này họ hiểu được sự đau khổ, họ hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, những mấy cái điều này, thì chắc có lẽ họ sống tới giờ giây phút chết. Và nhất là tất cả chúng ta là con giáo, mình có thể không phải chỉ sống tới ngày chết đó thôi, mà mình dưng tất cả những đau khổ, nhất là những khó khăn, tất cả những đó cho Chúa Giê-xu. Bởi vì trong mùa đồ chay ví dụ, và nhất là trong ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta thấy rằng Chúa qua sự đau khổ đã chết cho chúng ta trên cây thánh giá. Vậy cái, những cái đau khổ gì trên cái đời này mình có thể dâng được cho Chúa không? Để qua cái đau khổ của Chúa mà Chúa đã hiểu rồi, chúng ta dâng lên cho Chúa. Điều nữa gần đây dính đối với cái điểm này là trong thời buổi bây giờ nhiều không phải nhiều người mà cũng có người nghĩ về tự tử suicide. Và chúng ta thấy rằng ở trong giáo hội chúng ta hồi xưa đó, một người mà tự tử bất cứ vấn đề gì, người nào có thể là không có bình thường nữa mà họ cứ tự tử là không có được chôn ở trong nghĩa trang của Công giáo, không có thể làm lễ được ở trong nhà thờ, không có thể làm được những cái gì đâu anh. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nhiều lúc người ta hỏi bọn em nói ô bây giờ nó hơi cởi mở quá, chấp nhận những mấy cái người này nhất này nọ. Và trong vài năm mà làm linh mục cũng dần và lãnh đạo ta cho những người nhiều lúc nó nói hơi khó nói là tự tử, nhưng mà nhiều lúc nó rất là rõ, nó hơi rõ hơn rồi. Nhưng mà cuối cùng tất cả chúng ta là con người, mình không có nên đánh giá người đó, người này sẽ xuống hỏa ngục hay là người kia sẽ vậy. Nhưng mà mình để cho Chúa phán xét họ, mình để cho ơ và hơn nó điểm nữa, ngoài ra để cho Chúa phán xét họ, mình cầu nguyện cho họ. Bởi vì trong cái giai đoạn cuối cùng gần sắp chết, có lẽ Chúa biến đổi cuộc đời, rồi sau đó họ sẽ đến với Chúa. Nhưng ở trong, chúng ta thấy Chúa chết trên cây thánh giá và người cho đó xin tha tội. Và sao? Chúa đã tha tội. Vậy thì, từ đấy kể là nhiều những cái bóng tối ở trong cái cuộc đời của chúng ta bây giờ. Và chúng ta thấy rằng có rất là nhiều. Và khi mà mình tiếp tục nữa cũng còn nhiều lắm. Còn nhiều bóng tối, còn nhiều mấy cái moral issue chẳng hạn bây giờ thời buổi này. Và để tóm tắt thôi, những mấy cái điều này em muốn chia sẻ lại với anh em để thấy là nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta bây giờ mình nói về tự do, mình nói về lựa chọn, cái tự do và cái lựa chọn nó cũng phải có một điều nữa, đó là bổn phận và trách nhiệm. Không phải là tự nhiên tôi muốn lựa chọn cái gì miễn là làm tôi sung sướng mọi là xong hết chuyện. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái lựa chọn đây Chúa là cái lựa chọn đây là món quà từ Chúa, free will. Và cái free will này nếu mà chúng ta nghe lắng nghe từ ở trong cái lương tâm của chúng ta, cái lương tâm nó giúp chúng ta đến tại với Chúa và giúp chúng ta nói cái gì là đúng và cái gì là sai. Và nhiều lúc mình không có nghe cái lương tâm đó, mình bỏ hết đi ra, mình nghe chọn ngàn bóng tối hay là con quỷ đó, rồi sau đó sao nhận hết được sự chết. Ok, thôi để điện thoại ở đây, chúng ta tiếp tục vào một gì nếu mình muốn chia sẻ là gì?
Chúng ta biết rằng trong cái truyền thống của Công giáo bên Đông phương Eastern Catholics đó, họ có một cái truyền thống nó rất là đặc biệt. Cái tiếng Anh nó gọi là divinization. Divinization có nghĩa là sao? Có nghĩa là Chúa, tuy dù là Chúa, là divine đó, là Chúa xuống thế làm người. Và Chúa xuống thế làm người để làm một điều, để làm cho con người chúng ta thành Chúa. Và những mấy cái năm mình học triết học đó, cái thesis mà mình viết là về đây của cái thánh Hilary of Poitiers. Cho nên có thể ngồi đây nói chuyện tất cả về những mấy cái điều này, những mấy cái thành học về cái điểm này nữa. Nhưng mà cái chính đây là như vậy. Bên Đông phương và bên Tây phương đây của chúng ta, bên Roman Catholic đó, ở bên kia cũng là Roman Catholic, tại vì họ dính nối vào giáo hoàng, hiện giờ là giáo hoàng Francisco của chúng ta. Nhưng mà cái truyền thống riêng của họ, cái nền văn hóa riêng của họ đã có nói lên một điều, đó là Chúa xuống thế làm người để làm chúng ta thành Chúa, để mời, có nghĩa là mời gọi chúng ta đến lại từ ban đầu ở trong cái vườn đó, Garden of Eden, vừa nói với này Adam và Eva. Và Chúa xuống thế làm người, chúng ta thấy rằng ở trong Giáng sinh Chúa hoàn toàn xuống thế làm người. Và đây nó kết nối lại thiên đàng, nó kết nối lại Chúa với lại con người, bởi vì Chúa Giêsu xuống thế làm người và Chúa đều hai bản tính, hoàn toàn 100% là Chúa và 100% con người, nối kết lại con người với Chúa được. Và đây, nếu mà chúng ta đi sâu thêm điều này ở trong thánh lễ mỗi lần, trước khi mà vì lên một độ một tí xíu nước vô trong rượu, anh chị em có biết cái kinh cầu nguyện đó là gì không? Mình có biết bằng tiếng Việt đây. Nó gọi là, đây nó biết là cũng như giọt nước này hòa chung với rượu, xin cho chúng con được thông phận bản tính Thiên Chúa của Đấng đã đoái thương chia sẻ thân phận làm người với chúng con. Và để chúng ta khi mà nói về thành học rồi á, điểm rất là đặc biệt như nước với lại điều chung lại với nhau. Và khi mà chúng ta nói về nước và điều, mình cũng có thể nói là nước có nghĩa là nước gì? Nước rửa tội của chúng ta. Trong những ngày rửa tội, chúng ta thành con của Chúa. Và điều đó tượng trưng cho gì? Máu của Chúa. Thì máu của Chúa với lại cái rửa tội của con người khi mà kết nối lại, thì cái truyền thống này là của Eastern Đông phương. Khi mà hai điểm đó chung hòa với nhau, Chúa mời gọi tất cả chúng ta tới một cái điểm gì quan trọng hơn nữa, đó là thiên đàng. Và đây nói với chúng ta rằng là Chúa không có bao giờ bỏ rơi con người. Từ những thế hệ trước đây trong kiểu ước, Chúa đã bị tiên tri, rồi sau đó Chúa xuống thế làm người, rồi sau đó Chúa vẫn để lại cho chúng ta một cái món quà rất là đặc biệt, có nghĩa là trong thánh lễ, bánh và rượu chúng ta dâng lên cho Chúa trong thánh lễ qua kinh cầu nguyện và qua việc linh mục. Lúc đó đứng là Chúa Giêsu, bánh và rượu trở thành hoàn toàn mình và máu thánh Chúa. Thì từ lần đầu đó anh đã hỏi anh chị là Chúa tới ba lần, lần đầu, lần cuối và mỗi ngày. Và hơn nữa trong thánh lễ Chúa hoàn toàn hiện ra với chúng ta. Về cái câu hỏi đây đặc biệt trước hết, trong khi mà nói về mùa vọng và Giáng sinh, tại sao Chúa xuống thế làm người? Chúa có thể làm bao nhiêu chuyện khác nhau được, Chúa có thể làm những mấy cái gì đặc biệt hơn nữa, đến thành một tựa người vua, dẹp hết tội lỗi, dẹp hết thì đó, bóng tối đi. Nhưng tại sao Chúa xuống thế làm người? Thì điều đó. Và chúng ta khi mà mở ra Kinh Thánh, cái đoạn này chắc tất cả anh chị đã biết rồi, Gioan 3:16, chúng ta nhìn thấy không? Bởi vì Chúa mến yêu, because God so loved the world, có nghĩa là Chúa yêu, Chúa yêu anh, Chúa yêu em, Chúa yêu tất cả chúng ta nơi đây. Và khi chúng ta làm tội lỗi, khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta tất cả mọi sự xảy ra, làm sao Chúa có bỏ rơi không? Chúa vẫn yêu. Vậy thì sao?
Tại sao Chúa làm như vậy? Bởi vì Chúa yêu chúng ta. Và cái truyền thống của Thánh Gioan đó, có nghĩa là Thánh Gioan mà viết Phúc Âm, Thánh Gioan mà viết lá thư thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều nói điều này: Chúa là tình yêu. Và cái điểm đây của thần học thì mà chúng ta nói nó rất là rõ ràng ý nghĩa của Chúa nghĩa là gì. Bởi vì khi mà chúng ta nhiều lúc mình dùng cái từ ngữ của con người, không phải là chỉ là tiếng Anh hay là tiếng Việt này, nhưng mà con người mình chưa có đủ để giải nghĩa Thiên Chúa. Nhưng mà theo cái hiện học của anh thấy nói Chúa là tình yêu là có lẽ là cũng đủ rồi. Bởi vì Chúa là tình yêu. Và khi mà chúng ta nhìn thấy như vậy, Chúa xuống thế làm người bởi vì tình yêu. Và đi tiếp tục với lại cái truyền thống của Đông Phương Công Giáo, họ nói đây là cái marvelous exchange. Đây có nghĩa là cái chuyển đổi rất là đặc biệt. Có nghĩa là Chúa xuống thế làm người, Chúa thành người để cho người chúng ta thành với Chúa lại. Và cuối cùng cái ban đầu Chúa đã cứu chúng ta rồi, nhưng qua cái tự do Chúa vẫn mở ra cho chúng ta cái lựa chọn đó. Và cái lựa chọn đó chúng ta đang ở trên cuộc đời, lý trình trong cuộc đời này. Và qua cái tự do, qua cái lựa chọn đó, chúng ta cuối cùng lựa chọn sao? Bóng tối hay là ánh sáng? Mùa vọng cũng như là cái mùa mời gọi chúng ta hướng lại về ánh sáng. Và nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta, mình bận rộn quá, mình có công việc làm từ sáng tới tối, đi hết luôn, ngày nào cũng vậy hết. Nhưng mà trước sau gì đó, nếu mà chúng ta không có để ý hai điều này, chẳng lẽ khi mà mình về hưu rồi, ví dụ đi, rồi sau đó lúc đó có nhiều thời gian, lúc đó cũng có thể suy nghĩ lại những cái điểm này. Bởi vì trước sau gì trên cuộc đời của chúng ta thôi, bóng tối và ánh sáng cũng sẽ tới. Và mình sẽ phải suy nghĩ coi mình có phải experience những cái cảm nghiệm, những cái ánh sáng và tối đó. Và trong những điểm đó, Chúa cho sự lựa chọn. Lựa chọn chúng ta skip những cái này. Muốn nói thêm tí xíu nữa đây là chúng ta biết rằng cái ngày 8 tháng 12 là chúng ta có đặc biệt đó, cái lễ Solemnity của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúa lựa chọn Đức Mẹ từ ban đầu để trong cái lịch sử ơn cứu độ loài người rất là đặc biệt. Chúa lựa Mẹ Maria để làm mẹ của Thiên Chúa. Và khi mà nói về thảo nữa, cái điểm đó rất là đặc biệt là vì cái title đặc biệt nhất của Đức Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa. Và kính mừng những cái đó chúng ta đọc, mình có cái điều đó ở trong đó. Vậy Mẹ của Thiên Chúa đặc biệt làm sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta nói là từ Chúa xuống thế làm người, qua một để kính trọng Đức Mẹ, qua là Đức Mẹ. Và Đức Mẹ là cũng đặc biệt nhất ở trong cái lịch sử của ơn cứu độ này. Có cái muốn nói là cái ngày đó chúng ta cũng biết rằng Giáo hoàng của chúng ta Francisco công bố năm lòng thương xót. Là khi mà chúng ta nói về mùa vọng, biến đổi cuộc đời, cái mà gọi là conversion đó, hầu hết trong cái mùa vọng là một cái mùa để mời gọi chúng ta biến đổi cuộc đời, để quay từ bóng tối thành ánh sáng, quay từ bóng tối để đợi. Thì cái biến đổi đó Chúa mời gọi chúng ta, và mỗi năm mùa vọng xảy ra để làm chuyện đó. Vậy nhiều lúc có người nói ô cái đó là mùa chay chứ không phải là mùa giáng, là mùa vọng đâu. Nhưng mà actually mà chúng ta đọc trong những cái bài đọc đó cũng là mùa vọng. Mùa vọng mời chúng ta quay về ánh sáng, quay trở lại về với Chúa. Và đặc biệt hơn nữa, trong cái năm nay, năm thánh Jubilee đó, cái năm thánh của lòng thương xót, chúng ta thấy sao? Chúa là lòng thương xót. Chúa mở rộng hai cánh tay để mời gọi chúng ta đến lại với Chúa. Vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng đi, cái lịch sử riêng của cuộc đời riêng của chúng ta, chẳng lẽ mình nói là hồi xưa còn tội lỗi lắm, cha làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ này nọ. Thì tới cái điểm đó, cái câu hỏi đặt là như vậy: anh hay là em hay là chị hay là ai đó,
có muốn quay từ bóng tối tới ánh sáng không? Có muốn biến đổi cuộc đời không? Bởi vì nếu muốn, cái lòng thương xót của Chúa mở bao la để mời gọi chúng ta về và để tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Tôi còn rất là nhiều để nói, nhưng mà để tóm tắt thời tiết là gì, tất cả chị em cũng gần muốn đi thì nói về sinh tội nữa, giải tội nữa trong giáo xứ của con ở sinh kia lên ngay ở ngoài cái tòa là tội đó, ngay ở ngoài. Và cái tòa là tội này nó có những cái handle, cái door thì nó có là trước gì, không có phải mở từ đằng sau đằng trước gì, ngay ở ngoài đó. Nếu ai mà đến được giáo xứ của con là sinh kia lên đó, là một cái relief, nó gọi là wood relief, có nghĩa là nó giống như cái hình ảnh đó, nhưng mà nó đi ra nó giống như là một cái bức tường này, nhưng mà nó bằng gỗ của cái câu chuyện của người con hoàng đàn. Và mỗi lần khi mà trước khi gần bước một cái tòa giải tội đó thì không có đi từ đằng sau, không có đi từ đằng trong, bước một đá lần nào cũng nhìn thấy cái hình đó, nói là người ta chỉ lần nào cũng nhìn thấy hết, và lần nào và chúng thấy cái sự bao la của Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúng ta biết câu chuyện đó rồi, chị không kể lại đâu, nhưng mà lần nào trước khi mình bước vô giải tội sửa soạn, để sau đó tất cả những người mà sau đó bước vô để sinh tồn, nên nói lên cho con một điều, đó là Chúa yêu mến chúng ta rất là nhiều, như Thánh Gioan đã nói, God so loved, đã xuống thế làm người và chết trên cây thánh giá bởi vì cho chúng ta. Và bởi vì vậy, nếu mà chúng ta nhận được cái sự đó rồi, tại sao mình không quay về Chúa? Tại sao mình không tới với Chúa? Nhưng mấy cái tội lỗi, nhưng mấy cái gì? Tại sao mình không đến để nhận sự tha tội? Và actually mình đặt cái câu hỏi đó cho nhất là nhiều những mấy cái giới trẻ đó. Và biết chẳng hạn như là những cái giới trẻ em sức, lần trước sinh tội là 6 năm, 7 năm một lần trước là sinh tội lần đầu, rồi bây giờ chuẩn bị thêm sức. Và nhiều lúc anh hỏi tại sao phải chờ lâu dài như vậy, lòng thương xót của Chúa này đó. Nhiều lúc mấy cái câu trả lời nó cũng rất là practical, nói là anh không có cảm thấy comfortable, anh không có thấy nên sinh tội cho một người cha, một ông này, sao nhớ là ông bước ra nó chia sẻ tội là còn với người khác thì sao. Và hơn đó nữa, bao nhiêu người nói thời trẻ chắc lý do anh không đi tại vì Chúa không có thể nào tha thứ những cái tội gì mà phạm đâu, hay là tại vì anh rất là xấu hổ, rất là quen những mấy cái tội như thế này, không muốn dám chia sẻ với ai hết rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong tòa giải tội một hoàn toàn mọi sự rất là kín hết, không có mở ra hố nào. Và khi mà chúng ta nói về giải tội nữa, có lẽ cái truyền thống Đông phương Công giáo nó có đặc biệt hơn. Chẳng hạn như là những cái tòa giải tội đây của chúng ta, khi mà mình bước vào mình có hai option ấy. Một cái là ngồi nhìn thấy linh mục, còn option thứ hai là qua cái screen. Và cái screen đó nói qua nói lại không có biết, linh mục không có biết người và người yêu cũng ngược lại nhiều lúc không biết là ông cha nào. Nhưng mà cái truyền thống ở trong Đông phương Công giáo mà nó làm thấy nó rất là đặc biệt nữa. Mình thấy vài lần khi mà đi qua đây đó là cha ngồi đây, có cái screen đây, giáo dân ngồi ngược lại sau, quay ngược lại. Rồi sau đó, giáo dân khi mà sinh tội đó nhìn lên trên cái icon, cái hình ảnh của Chúa trên trên cây thập giá. Và khi sinh tội không phải là cho cha đằng sau, nhưng mà sinh tội cho Chúa. Và khi sinh tội xong, cha đằng sau là in persona Christi Caritas, đó là tiếng tiếng Latin đó, có nghĩa là trong thời buổi đó linh mục là Chúa Giêsu tha tội. Chúa Giêsu tha tội chứ không phải mỗi linh mục mọi người thích người này thích người kia không tha tội người này đâu, nó phải là Chúa tha tội. Và cũng chia sẻ cho chị em mỗi lần bước vào trong chúng ta sẽ được nhìn thấy cái hình ảnh của người con hoang đàn. Người con hoang đàn chúng ta thấy một điểm là có rất là nhiều can đảm, có can đảm đến nỗi để nói Chúa tha tội cho con, không phải là cha tha tội cho con, đấy người cha đó. Và chúng ta thấy trong cái câu chuyện rằng trước khi nói điều đó nữa, người cha đã chạy tới đó để yêu lại, yêu mến lại, chưa có cần nói gì về tha tội với lại tội lỗi gì nữa,
Và nếu như vậy, nếu Chúa là như vậy cho chúng ta, tại sao chúng ta không đi sông đổ? Ok, vụ còn nhiều quá. Rồi ok, thôi để chúng ta kết thúc đi. Chờ 2 phút nữa để kết thúc. Rồi sau đó đặt câu hỏi cho chị. Điểm thứ nhất, trong thế giới của chúng ta bây giờ có bao nhiêu bóng tối, có bao nhiêu khó khăn bây giờ này? Đây không phải là Chúa làm, nhưng mà đây là tội lỗi. Đó là thật như vậy. Cái tội lỗi của ghen ghét, cái tội lỗi của giết người, cái tội lỗi của cái gì đó. Chúng ta thấy đi, đạo Muslim, nên có nhiều đạo Muslim thấy họ hoàn toàn đạo hoàng lắm, tốt đẹp, vui vẻ, không bao giờ. Và mới đây ông cũng làm một cái đám cưới cho người Muslim với người Công giáo nữa. Rất là bình thường. Nhưng mà nhiều lúc khi mà chúng ta quá mức đi ngược lại cái luật của Thiên Chúa, chính hết là hai điều. Luật của Thiên Chúa chúng ta có thể nói là 10 điều đó. Nhưng mà nếu tóm tắt 10 điều đó, chúng ta có tóm tắt là yêu Chúa từ tấm lòng và yêu mến tất cả nhé. Vậy chúng ta nếu mà nói là ghét với lại giết với này nọ, cái này có phải là yêu mến anh chị em không? Nó đi ngược lại Thiên Chúa, luật của Thiên Chúa, và nó đi lại hoàn toàn ngược lại. Vậy thì tội lỗi làm chúng ta đi về bóng tối. Và khi chúng ta quay trở lại với Chúa, Chúa mở rộng và mở cửa chúng ta quay trở lại. Điểm nữa, trong cuộc đời của chúng ta có những cái gì trong cuộc đời mà có làm cho chúng ta rất là buồn hay là đau đớn không? Chắc có thể một người con, hay là một người cháu, hay là một người vợ, người chồng gì đó, lúc nào cãi nhau chung với nhau, rồi sau đó thôi anh làm cho em buồn quá, hay là em làm cho anh buồn quá nào gì đó, cãi nhau rồi sau đó bỏ đi gì theo người chuyện khác nữa. Anh chị em có những cái điều đó trong cuộc đời không? Và nếu có, mùa mạng là một cơ hội đặc biệt để đến và làm hòa giải. Làm hòa giải. Và khi mà chúng ta nói hòa giải đây, cái câu hỏi tiếp đặc biệt đặt đặt ra là anh chị em có đủ can đảm để hòa giải, đủ can đảm để xin lỗi, và hơn nó nữa để đủ can đảm để bỏ đi những mấy cái gì mà trong lòng chúng ta mình cứ giữ lại một năm vừa qua, hai năm vừa qua, 10 năm vừa qua, 30 năm vừa qua, mình có giữ gì đó không? Và nếu có, đây cũng là một cơ hội để chúng ta bỏ những mấy cái đó đi, bỏ những mấy cái gì trong tấm lòng mà dễ giết gì đó, để cho Chúa vào cuộc đời làm của chúng ta. Cũng như là cái câu chuyện anh vừa chia sẻ đó, nếu mà chúng ta đóng cửa lại không cho Chúa vào, hay là nếu mà bởi vì ở trong tấm lòng của chúng ta nó đầy ghen ghét, đầy đau khổ, nó gây đầy những gì, thì sao Chúa vào lòng được của chúng ta? Vậy mùa hè cũng là một cơ hội để làm như vậy nữa. Và điểm cuối đây đặc biệt ra là trong mùa hè này chúng ta còn có một cái gì mà nó giữ lại chúng ta để tới Chúa Giêsu không? Để tới Chúa không? Chẳng lẽ có lẽ về cái yêu tiền bạc, hay là yêu về quyền lực, hay là những mấy cái gì đó trên cuộc đời riêng của chúng ta giành giữ, mà những mấy cái này giữ chúng ta lại để với Chúa? Và nếu có, thì đây cũng là một cơ hội để chúng ta xét lại và để kiếm cách để nó qua, để chúng ta đi bước tới Chúa. Muốn close với cái trong cái bài ở đây, cái bài mà muốn đóng lại bằng cái điểm này từ phúc âm của Thánh Luca chương số 6. Và ở chương số 6 này nên nói là cách mà chúng ta xây nhà, build your house on firm foundation đó. Thì đây đặt ra câu hỏi là tại sao ngươi kêu với ta lạy Chúa mà điều ta nói các ngươi lại không làm? Một kẻ đến cùng ta và lắng nghe lời ta và thi hành thì là chỉ cho các ngươi biết kẻ ấy giống ai. Nó giống như người xây nhà mà đã đào, đã bới sâu, đã đặt nên mỏng trên đá. Mưa lụt lẽ đến, sông
Bồ Đạt vào nhà ấy, nhưng không sức lấy chuyện nó đi được, vì nó đã được xây cách hẳn hỏi, cách hẳn hoi. Còn kẻ mà không thi hành thì sao? Chúng ta biết cái câu chuyện này quá rồi. Thì sao? Kẻ không thi hành thì giống như người xây nhà bằng cát và không nên bóng, không nên bóng. Sông ùa đạp vào nhà ấy và tức khắc nó sắp đổ. Vậy thì cuối cùng trong mùa vọng này và trong tất cả, đặc biệt là đặt ra câu hỏi cho anh chị: anh chị xây đức tin trên cát hay là xây trên đá? Và trong bóng tối và ánh sáng đây, thật sự cuộc đời của chúng ta thì cũng có nhiều bóng tối đó. Và trên thế giới của chúng ta có nhiều lần hơn với Chúa, là qua những gì còn lại ở trong tấm lòng của chúng con mà không có thể bỏ đi được, xin Chúa xuống và tẩy và giúp chúng con mở tấm lòng ra để yêu mến Chúa thôi, nhưng Chúa đã yêu chúng con. Bây giờ đây và trong những ngày này, chúng con dâng lên những khó khăn gì, những đau đớn gì với Chúa, để xin Chúa biến đổi cuộc đời lại cho chúng con, và để xin Chúa giúp chúng con quay từ bóng tối tới ánh sáng, vì Chúa là ánh sáng. Chúng con cầu xin nhà Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Bây giờ đây chúng con đọc kinh mà Chúa đã dạy chúng con. Chúng ta lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện xin Cha thánh sanh, nơi Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chỗ cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Chúa cùng anh chị em và cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con là Thánh Thần ban phép lành cho tất cả anh chị em. Amen.